À, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua lượt đầu tiên, năm thí sinh đã trình diễn rất ấn tượng. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai và họ phải trình diễn về những câu chuyện thuộc về hiện tại. Sau đây là một cô gái sau 9 tuần đã giảm được rất nhiều cân và sự xuất hiện ngay bây giờ thuộc về hot girl trăm cân Thủy Tiên. Mình đã được vào top 5, thật sự là mình chưa bao giờ mình nghĩ là với cái khả năng của mình, thật sự là mình rất bất ngờ. Đến bây giờ là tuần thứ 9 rồi. Từ những ngày đầu tiên mình cảm thấy rất là khó khăn và vất vả. Những lúc như thế mình rất là nhớ nhà và nhớ bố mẹ. Và mình hy vọng là càng những lúc như này mình phải cố gắng hơn nữa và phải học được cách đi lên. Tuần này hai bài nhảy thì thật sự mình cảm giác rất là kinh khủng. Thật sự mình rất sợ và mình thấy cảm giác là áp lực và mệt mỏi. Có những động tác khi mà tập riêng thì chân tay mình lại làm được, nhưng khi mà ghép từ động tác trước và đến động tác sau vào thì mình không hiểu sao đầu óc mình cứ rối lên. Và lúc đấy thì Lâm và anh Tân lại là mình. Cùng dành một tràng pháo tay cho Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và bây giờ sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Xin mời anh. Một cái bài tập thể dục rất là dễ thương và hai nhân vật khá là hay. Sơn Lâm thì bình thường em là Bruce Lee và Tiên em là ai? Không, em là Bruce Lee, tiếng Việt là Lý Tiểu Long, còn Tiên là Lý Khủng Long. Dễ sợ. Lý Khủng Long. Thì anh thích cái bài này vì nó mang lại một cái cảm giác lúc chúng tôi gặp em trong cái tuần đầu tiên rất là dễ thương. Và bây giờ nếu mà đây là cái lột xác của em, anh hy vọng em sẽ gặp rất là nhiều thành công, vì 9 tuần vừa rồi em nhìn rất là khác, cái động tác của em nhìn rất là khác, tất cả mọi thứ của em nó thay đổi. Em thực sự lột xác, em là một phụ nữ bây giờ anh thấy rất là tự tin. Nói về cái bài nhảy thì cái động tác nó cũng dễ thương, và cái phần tụi em sử dụng cái dây nhảy thì mình hơi rối một tí xíu về cái phần đó. Tin hơn về cái khả năng của em, tại em đến từ vị trí này rồi, anh biết em sẽ làm được. Bài này dễ thương nhưng mà cái độ khó và cái kỹ thuật cao hơn thì anh muốn một tí xíu nữa. Nhưng mà cũng thích cái bài này, chỉ muốn nó khó hơn một tí xíu. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên là nhờ các bạn mà tôi nghe được cái nhạc tập thể dục dễ thương thế này. Lắc bên này, dí bên kia, lắc bên này, đưa qua phải, đưa qua trái. Nó rất là dễ thương. Những cái động tác nhảy dây á, thực sự ra cái dây này nó mảnh quá. Để mà mình hất được cái dây á, nó không có cái đà. Các bạn lựa cái dây nó hơi lớn một tí, thì có lẽ là cái đà của cái dây nó đi, nó tròn đều hơn. Hai bên nó bị chênh nhau mà. Một bên ông Lý Tiểu Long, một bên là Lý Khủng Long mà. Thật ra là cái dây nó hơi loạn tròn chút xíu. Tuy nhiên về động tác, tôi thích cái động tác mà Tiên nằm rồi Sơn Lâm để cái chân lên cái với. Về cái nhịp thì
nó có sẵn đó rồi, nó đếm theo cái nhịp tập thể dục rồi. Như Johnny đã nhận xét là cần thêm một chút xíu nữa, và tôi cũng nghĩ cái điều đó, cần thêm một chút xíu nữa thì cái bài này nó sẽ hấp dẫn hơn. Cảm ơn Sơn Lâm và cảm ơn Thủy Tiên. Xin cảm ơn anh Hoàng Linh. Với tôi thì đây là một tiết mục đúng là giải trí và rất dễ thương. Với hình ảnh Lý Tiểu Long, Sơn Lâm em làm rất là giống, vóc dáng rất là giống Lý Tiểu Long, em đẹp trai hơn. Còn Thủy Tiên tôi nghĩ là một phiên bản của Lý Tiểu Long ăn quá đà. Bé như thế này, ở phần của Tiên á, phần thi này cái nhịp còn một chút xíu vấn đề, em vẫn bị chậm lại so với lại Sơn Lâm thì khỏi nói rồi. Ngay lúc này đây, cái điều quan trọng nhất hơn tất cả mọi thứ là hình ảnh của em đang rất là gọn, đẹp và năng động. Bố mẹ và bạn bè sẽ rất là ngạc nhiên và hãnh diện trước sự phấn đấu này của em. Cái điều quan trọng nhất là em đã thắng được cái sự dễ dãi cho bản thân mình từ bao nhiêu năm nay mà không làm được. Ngày hôm nay bước vào cuộc chơi này em mới làm được điều đó. Đó mới là quan trọng nhất. Đã dễ thương rồi, cho nó tới luôn. Bùng nổ hơn một chút nữa sẽ ăn điểm ngon hơn. Chúc các em thành công, thật thành công trong vòng thi sau nếu như may mắn lọt vào thi tiếp. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. 8 điểm. Mời giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. Và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ là 9 điểm. Xin cảm ơn và giám khảo. Bây giờ sẽ là số điểm trung bình từ ba vị giám khảo dành cho hai tiết mục dự thi vừa rồi của Sơn Lâm và Thủy Tiên. Điểm trung bình dành cho hai bạn là 9,2. Xin chúc mừng. Bây giờ mời Thủy Tiên bước lên cân để tìm nửa số điểm còn lại. Sau một tuần lễ, đồng nghiệp nhận thấy là thân hình của Thủy Tiên đặc biệt khác hẳn, khác xa với tuần trước rất nhiều. Không biết là trong tuần qua bạn đã nỗ lực như thế nào và giảm cân ra sao? Cân nặng cũ 98,7 cân, cân nặng mới 96 cân, giảm 2,7 cân, tương đương 2,7%. Tổng điểm của bạn 11,9 điểm. Xin cảm ơn bạn.